Chào cả lớp. Hello. Hôm nay chúng ta có bạn mới. Hôm nay là bài kiểm tra nha. Dễ quá đi. Hết giờ. Quá dễ đối với mình. Evelyn, điểm F nha. Nastia, điểm A cho em. Adrian, điểm F trừ nha. Hẹn gặp các em vào ngày mai. Ba ơi, cho con đồ mới đi học nha. Vở hỏng xịn. Bút lấp lánh. Con muốn sách vở lấp lánh. Không được con à, nhà mình không có tiền. Ba xin lỗi, ba đi làm nha. Dạ ba. Chào cả lớp. Đẹp quá, cho mình xem với. Không. Này Evelyn, nhìn thấy dây chuyền này không? Đẹp. Ngầu quá. Nhìn đi, nhìn đây nè, đồng hồ nè. Wow, hay thật nha. Mình có nhiều bạc, kim cương, đá quý và vòng tay và mũ mới nữa nè. Ngầu ghê. Bài mới. Ôi, Adrian, chuyện gì thế? Sai bét hết rồi. Ồ, giỏi lắm nha. Đẹp quá đúng không? Ôi không, Evelyn à, sai rồi. Được rồi, tới giờ tan lớp. Chơi với mình không? Ừ, không. À, Evelyn à, chơi cùng mình nha. Ok, kết nối được. Đúng rồi. Hẹn gặp nha. Uh-huh. Ba ơi, xem nè, con được điểm A nè. Wow, giỏi quá đi. Ba ơi, ba mua cho con vòng tay, dây chuyền, cài tóc nữa nha. Không, xin lỗi nha, không được rồi. Cậu có cái này nè. lại đây nè, mình đổi chỗ đi. Theo dõi Snapchat của mình nè. Được thôi. Các em à, lần cuối nha. Được thôi. Hết giờ rồi. Gì cơ? Không không không. Ôi không. Các em, thầy sẽ gọi cho ba mẹ. Cảm ơn em. Giỏi lắm Nastia.
giỏi lắm. Con trai lại đây, con bị điểm kém ở trường đúng không? Đưa đồ của con lại đây, điện thoại, đồng hồ, dây chuyền và mũ. Thầy con vừa gọi cho ba. Ba, khi nào con mới được nhận lại đồ ạ? À? Con phải lấy lại điểm đi nha con trai. Evelyn, con làm thế ở trường à? Nộp hết bài của con lại đây. Ba ơi. Con gái à, con học giỏi. Cảm ơn ba. Ba có đủ tiền rồi nè. Giờ con muốn mua cái gì đây? Điện thoại ạ? À? Đi mà nha ba. Của con đi. Cảm ơn ba. Cố gắng lên nha. Cảm ơn ba. Chào cả lớp. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Nhìn nè, mình có điện thoại rồi. Giờ có thể cùng chơi với các cậu rồi. Chuyện gì với hai bạn vậy? Ba mình lấy hết đồ của mình rồi. Điện thoại, túi, mọi thứ. Bởi vì mình thấp điểm quá. Được rồi, có chuyện gì với cậu vậy? Mình học dở quá à. Toàn bị điểm ép không thôi. Nên ba mình tịch thu mọi thứ luôn rồi. Các bạn đừng lo, mình sẽ giúp cho nha. Nhìn đây nè, hai bạn làm giống như vậy nè. Đúng rồi, và giờ có thể tìm được số cần tìm. Và chỗ này là làm thế này nè. Được rồi, biết rồi. Được rồi. Adrian, em làm tốt lắm. Ôi trời, cảm ơn cậu, cảm ơn. Giỏi lắm. Giỏi lắm, Evelyn. Yes. Cảm ơn Nastia rất nhiều nha. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nha. Nastia cho cậu nè. Thiệt hả? Cảm ơn cậu nha. Nastia, của cậu đây nè. Cảm ơn Adrian nha. Cậu thân là tốt bụng. Các bạn, hãy luôn nhớ đối xử thật tốt với mọi người nha. Các bạn, hãy nhớ rằng những đồ đắt tiền không phải là tất cả đâu. Tri thức mới là quan trọng nhất nha. Được, cùng nhau làm bạn tốt nha.